Chào các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 9. Mình hướng dẫn các bạn sửa một cái quạt không chạy nha, đứt dây. Thì cái quạt là rất là đơn giản nha mọi người, không gì mà khó đó. Thì hiện tại giờ mình cắm điện nè, nhưng mà bấm cái quạt lên á là nó không có tín hiệu gì hết. Số 1, 2 không tín hiệu, bấm số 3 thì nó ù quạt nha. Đó, các bạn nghe nó ù không? Đó. Thì cái trường hợp này thì mình sẽ tháo cho mọi người, hướng dẫn cách mọi người kiểm tra để biết cái quạt nó bị hư cái gì. Quạt này thì cái pin dây nó là màu của này là chắc Nhôm chắn là dây nhôm rồi. Cuộn dây cuộn đề của nó là chắc chắn là dây nhôm mà. Thử giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn tháo ra, hướng dẫn cho mọi người xem cái quạt này sẽ hư cái gì. Mà nếu mà nó bị trường hợp này á thì bấm số 1, số 2 nó không, nó liên kết với nhau này không lên nè, mà số 3 nó ù thì chứng tỏ điện chỉ cấp cho số 3 thôi nha. Trường hợp này là đứt dây số nè, giữa dây số và cuộn số thì bốn cuộn số và bốn cuộn dây chạy á thì nó sẽ liên kết với nhau, thì nó liên kết với nhau. Hiện tại giờ nó mất cái nó đứt cái cuộn số rồi, chỉ còn cái cuộn đề thôi và cuộn chạy thôi. Thì mình sẽ đa hướng dẫn cho mọi người xem và sửa. Rồi, cách đầu tiên giờ mình rút điện cho an toàn nha, rút điện ra trước đây. Rồi mình sẽ tháo cái nắp vít cho nha mọi người, lật quả tháo nắp vít cho nha. Rồi. Mình hướng dẫn cho tất cả mọi người xem nha. Cái đây là cuộn dây quạt nè, dây đỏ là dây đề này nha, còn dây trắng là dây số 3, dây xanh là dây số 2, dây vàng là dây số 1, còn dây xám là dây chạy nè. Thì rất đơn giản thôi mọi người, nếu có đồng hồ ra thì mọi người chỉ đo nè, đo nó coi nó cái dây này nó còn nè, dây số 3 và dây chạy coi đã lên không. Rồi lên, chứng tỏ là cuộn chạy còn tốt nha mọi người. Rồi giờ mình đo là cái dây đỏ là dây đề nè, dây đề và dây số 1 nè, số 1 là dây đề đó. Có lên không? Lên đó mọi người, nhìn đồng hồ lên chứng tỏ là bây giờ trong cái quạt này nó chỉ còn cuộn đề và cuộn chạy thôi nha. Còn bây giờ mình cuộn số á, là nó sẽ liên kết với cuộn dây chạy, liên kết với cuộn dây chạy. Thì một đầu dây mình sẽ cặp vô cuộn dây chạy nè, mình đo cuộn số nó có lên này, dây số này nha. Rồi đo hai số nhau nè, đó mọi người nhìn này, hai số là bị đứt rồi nè. Thì cái nghĩa là trong cái quạt này á, cuộn số nó đứt rồi, nó không liên kết với nhau thì nó không cấp nguồn cho cái motor chạy được. Giờ nó chỉ còn cuộn chạy, dây chạy và dây số 3. Số 3 là tại vì cái đầu số 3 và cái đầu cuộn đề, cái đầu số 3 và cuộn đầu dây chạy nó đấu là ra là thành một cái là cái ly số 3. Là nghĩa là cuộn dây chạy còn nè. Cuộn đề chạy, cuộn đề còn này nha, không đứt. Mà số thì đứt rồi nè. Thì cái quạt nó không chạy. Bây giờ mình hướng dẫn mọi người cách làm như sau. Rồi bắt đầu mình sẽ đấu dây đề vô trước nha mọi người. Đấu cái đề dây đỏ vô tụ nè. Chưa không điện này nó đập không được. Điện này nó còn tích trong tụ. À. Rồi, mình sẽ đấu cái đề trước nha. Hướng dẫn cho mọi người là xem là biết cách sửa thôi. Này là nó đứt toàn bộ dây số trong đó, cuộn số là đứt rồi đó. Rồi dây chạy đấu dây tụ, chạy đấu dây tụ và đồng thời đưa dây mũ vô sợi dây nguồn đấu lại. Mọi người có xem mình làm là hướng dẫn là biết không. Rồi mình bị chỉ cách đấu tắt cho mọi người xem. Bây giờ trường hợp như thế này mình hướng dẫn mọi người nè, hiện tại vì dây số đứt đứt nó liên kết với nhau là đứt rồi. Mọi người làm rất đơn giản, bắt đầu mình dùng cái thùng quẹt mình hơi ba cái giữa dây số 1, số 2, số 3 mình đấu chùm lại nha. Cái nghĩa là nó không còn qua hệ thống số nữa mà nó còn nó cấp cho điện nguồn vô cuộn dây chạy và vô dây đề thôi nha mọi người. Mình sẽ làm cho mọi người xem nè. Rồi mình sẽ hơ tách cái số nằm đấu chùm lại là cái quạt sẽ chạy thôi. Rồi
Đây nha mọi người, đó mình làm cách rất hướng dẫn, rất đơn giản nè. Nè, số 1, số 2, số 3, tại cái này cũng số là nó đứt rồi đó. Nó đứt rồi, mình chỉ dùng ba thằng này hơ cái quẹt đấu lại thôi nha. Chùm lại, chùm ba cái số lại, có nghĩa là nó không còn cái số nữa mà còn chạy vô, chạy với đề thôi nha. Đó, chùm ba này lại. Rồi, quấn keo lại nha mọi người, quấn keo lại cho nó an toàn. Đó, mình làm những trường hợp này là cho những dùng cho những cái quạt mà bị đứt chỉ số. Đứt chỉ số nha mọi người. Đó, giờ chùm ban này lại. Bây giờ có nghĩa là bây giờ trong này nó chỉ còn nguồn cấp cho cuộn dây chạy và cấp dây đề thôi nha, không que số nha. Là cái quạt chuẩn bị để chạy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lật cái quạt là hướng dẫn cho mọi người xem nha. Quạt rồi mình cắm điện nè. Cái này là dùng chiêu cho những cái quạt đứt chỉ số nha mọi người. Mọi người nhìn cái trục chạy nha. Rồi, mọi người nhìn bắt đầu là thấy nó chạy nè. Không sai. Mọi người nhìn thấy cái quạt nó chạy không? Đó, chứng tỏ là cái quạt này nó đứt dùng cho những cái quạt đứt chỉ số nha mọi người. Đây chạy một số hả? Hiện tại giờ là cái này nó bỏ số rồi, chỉ chạy direct thôi. Direct là một số thôi. Có nghĩa là thay vì cái cuộn chạy á, là nó cản qua cuộn số số 1, số 2, số 3, nhưng bây giờ cuộn chạy là nó cuộn số nó bị đứt rồi thì mình chỉ lấy cuộn đề qua cuộn số thôi. Mọi người xem là thường thường cái quạt, một cái quạt á mà nó đứt kiểu này á là mọi người chỉ cần đấu số là thôi nha. Đấu tắt số lại là nó chạy thôi nha mọi người. Đó, đấu tắt cái hàng số này là nó chạy thôi, tại vì nó đó đề số nó bị đứt số á. Đứt số là nó không nối tiếp qua cái cuộn dây của thằng chạy được. Thử giờ mình xài trực tiếp và đề và chạy thôi nha. Thôi clip bên này cũng tạm dừng. Mình xin mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho một cái like đăng ký và chia sẻ. Mình sẽ tiếp tục làm cho nhiều clip khác cho mọi người xem. Rồi chào tất cả mọi người.